Em chào các bác. Em chào các bác, em chào các bác, em lại chào các bác lần nữa. Hôm nay em quay video về cái cây là trầm tí. Một trong những cái cây mà được rất là nhiều người chơi lan yêu thích, bởi vì nó quá là đẹp và nó rất là dễ trồng, mà giá thành thì hợp lý, quá đẹp. Thì như cái cây này thì nó nở đây là màu rất là đẹp, nhưng mà chỗ này thì ánh sáng nó chưa được tốt lắm. Các bác để em quay sang bên này. Ánh sáng bên này nghe đẹp hơn đấy. Để em xem nào. Đây, có để tạm đậy được. Các bác nhìn màu nó rất là đẹp luôn, mà em không hề chỉnh hiệu ứng ánh sáng một tí nào, bởi vì nó màu thật nó đẹp sẵn rồi, nên là chẳng phải chỉnh cái gì. Bởi vì chỉnh nó chỉ có xấu đi thôi. Không chỉnh thì nó sẽ rất là đẹp, nhưng chỉnh nó sẽ là xấu đi. Thì đây là một cái cây trầm tím mà rất là nhiều người chơi lan là gần như là đều biết đến, bởi vì nó là một cây dòng trầm rất là nổi tiếng. Nó nổi tiếng như dòng phi điệp vậy. Đấy, và ngày xưa những cái năm mà ngày trước, những cái năm mà 2012, 2013 ấy, nó rất là đắt. Nó đắt cái khủng khiếp luôn. Nó đắt hơn là phi điệp rất là nhiều. Và bây giờ phi điệp thì lại rất đắt, còn nó thì vẫn thế, vẫn giữ giá và không thay đổi. Không thay đổi lên xuống gì cả. Cây rừng hay là cây Đài Loan hay là cây Thái Lan thì đều như nhau, đều giá cả vẫn như giữ vững như vậy, chứ nó không bị là không bị thay đổi lên tăng nhiều hay là giảm nhiều như là những dòng khác. Thì đấy, các anh chị thấy đấy, thì với những cái cây ổn định như thế này thì không có lý do gì để không chơi. Hoa ổn định mà giá tiền thì nó cũng ổn định luôn. Đấy, thì các bạn có thể là thấy được rằng là trầm nó là một trong những cây rất là xứng đáng để chơi. Hoa cực kỳ siêng bông. Nó siêng bông nó phải đến tầm độ 70%. Có nghĩa là cùng một giống nhá, thì 70% là nó phải có hoa trên một giò. Chứ em không nói trên một thân. Trên một thân thì nó có nhiều lắm. Trên một thân thì nó có dòng là gen là nó siêng bông, nó đến 8-90% là hoa. Nhưng có cây thì gen của nó thì ít bông, thì nó chỉ tầm độ 3-40% thôi. Nhưng có nghĩa là cái tỷ lệ nó ra hoa của một giò, nếu như anh chị nuôi 10 cây thì chắc chắn là nó sẽ ra hoa ở tầm độ 9 cây. Bởi vì nó ra nhiều ra ít ấy, thì nó lại phụ thuộc vào gen. Còn nếu mà 10 cây mà thì nó sẽ ra 9 cây, một cây không hoa thôi, còn cây nào nó cũng hoa. Bởi vì nó dòng dễ hoa mà, nên là nó gần như năm nào nó cũng ra, dù có kể là nhỏ. Nó chỉ 15cm là nó cũng 15cm là nó cũng có thể ra nụ ra hoa rồi. Bởi vì cái này nó dòng này nó dễ lắm. Dù là trồng trong môi trường là nhiều nắng ít nắng hay là cho ăn nhiều ăn ít thì vẫn có hoa bình thường. Nhưng mà chăm của nó thì nó cũng đơn giản, nó không nó cũng hơi khó hơn một chút so với những cái dòng đơn thân và dòng hàng kiểu là cây lá mọng nước. Bởi vì cái dòng này nó dòng hoàng thảo ấy thì nó dễ lắm. Cây hoàng thảo là cây nào cũng dễ rồi. Thì cây này như em đây là em cứ trồng một chậu. Trồng một chậu thì nó nổi cái gốc của nó lên, thì nó sẽ hạn chế được cái việc là bị thối gốc. Đây này, quay thối gốc để các bác xem này. Đây là cái gốc của nó, thân nó rất là tím. Cái gốc của nó khi mà trồng nó nổi như thế này thì nó sẽ hạn chế được cái việc đó, chính là hạn chế được cái việc là bị thối. Bởi vì nó gốc cao như này nó sẽ khô hơn. Còn khi mà trồng mà ở trong những cái giá thể mà ở dưới ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị thối nhũn, bởi vì nó ẩm quá. Đây thì em giới thiệu một chút về cái cây này. Nguồn gốc ấy thì rừng Việt Nam mà có vùng Điện Biên giáp Lào, chủ yếu nhập từ Lào với cả Myanmar về, chủ yếu Lào thôi. Lào nó rất là nhiều. Và cây này thì nó là một trong những cây nở hoa rất siêng bông và rất đẹp. Một mắt của nó phải 2 đến 3 bông. Đời của em đây một mắt 2 đến 3 bông này. Thì cái cây này thì nó vùng như thế ở Việt Nam. Cách trồng của nó thì như những dòng hoàng thảo khác, không có gì thay đổi. Và nó đặc trưng của nó là rất là giống phi điệp. Nó giống về cách trồng, cách chăm rồi thì về gần như là tất cả mọi thứ giống nhau rất nhiều. Còn thì cái việc là chăm bón như nào để cho nó tốt ấy, thì lại phụ thuộc vào từng nhà, từng khu vực. Những cái này thì là đấy là em nói sơ qua thì vùng miền là như thế. Bây giờ em nói đến cái vấn đề là thân lá. Thân lá của cây này ấy, thì nó đang nảy mầm rồi. Thì nó thân tím. Anh chị cũng có thể nhìn thấy đúng không ạ? Thân nó rất là tím. Lá của nó dạng lá nhỏ, dạng như lá phi điệp ấy. Thì thân tím đây. Thân nó tím to, nó khoảng từ 0,5 đến 1,5 0,5 đến 1,5 cm. Lá của nó thì to khoảng từ độ 2 đến 3 cm, dài khoảng từ 5 đến 10 cm, phụ thuộc vào cách trồng và cách chăm. Thì khi mà mình chăm tốt ấy, thân lá to, chăm kém thân lá nhỏ. Đấy. Thì còn em lại nói về cái vấn đề thân của nó. Thì như hồi nãy em nói thì là cái vấn đề là xuất xứ vùng miền nhá. Thì vùng miền ấy thì vùng nào nó có thân to, vùng nào nó có thân nhỏ. Chứ không phải là vùng nào nó cũng có toàn thân to hoặc vùng nào toàn thân nhỏ đâu. Bởi vì bản chất của nó là nó sống, nó gieo hạt thì chim tha gieo hạt và nhân ra từ cây này sang cây khác. Thì cái cây của nó bao giờ nó cũng phải từ bé thì nó mới lớn được. Ở đâu nó cũng vậy, vùng nào nó cũng thế thôi. Thế nên là các bác mua vùng miền là em cũng không em thực sự em không bán ở vùng miền, em không bán ủng hộ vùng miền, có nghĩa là chơi em cứ bán cây nào hoa như nào em báo hoa thế, hoa nào em bán thế. Còn việc mà các bác mua cây nhỏ thì nó rẻ, các bác mua cây to thì nó đắt. Còn thì ở vùng miền thì nó không nói lên được cái sự to hay sự nhỏ, thì nó cũng chỉ gọi là mình nói thôi. Chứ còn khi mà thực tế mà mình chăm ấy, thì khi mà anh mua cái cây này, ví dụ người ta bảo là cái vùng này, vùng Nam Lào chẳng hạn, hoặc là vùng Điện Biên, Trầm Điện Biên thì cứ nói Việt Nam đi, Trầm Điện Biên là thân lá to rồi thì các thứ khỏe, dễ trồng. Nhưng về đến Việt Nam, về đến nhà các bác trồng liệu có được to như thế hay không, thì cái này là cần phải phụ thuộc vào cái yếu tố chăm của các bác, đúng không? Chứ làm sao mà có chuyện là cứ to về nuôi là nó to, là không phải như thế. Em không ủng hộ vấn đề đấy. Bởi vì to về mình chăm kém nó vẫn bé, mà bé về mình chăm tốt thì nó lại to. Đấy, thế nên là nó chẳng quan trọng lắm. Nhưng đương nhiên là mình khi mà mình mua cây to ấy, thì nó sẽ khỏe. Khỏe là cái khả năng mà mình chăm để cho nó to đùng ấy, thì nó rất là dễ. Chứ bây giờ mà các bác mua cây kiến bé tí mà các bác bảo về chăm để cho nó to thành ngón chân cái hoặc ngón tay thì rất là khó, đúng không? Sẽ phải trải qua rất là nhiều năm và cho ăn rất là nhiều phân thuốc thì nó mới lớn, nó mới tốt được. Chứ bây giờ mà bảo tự nhiên làm sao mà nó có thể to được. Cái này thì các bác cũng hiểu, đúng không ạ? Đấy. Thì ngoài ra thì nói về vùng miền và thân lá ấy, thì em nói xin một chút về cái hoa này. Cái hoa của cái cây trầm đấy thì là nó ra hoa trên thân, thường sẽ chiếm khoảng tỷ lệ 50% là trung bình. Còn thì thực ra thì nó có một số cây nó phải chiếm đến 70% trên thân hoa. Có những cây nó chỉ chiếm 30% trên thân hoa thôi. Nó phụ thuộc vào là mình trồng nhiều nắng ít nắng, chăm đủ ăn hay chưa. Nhiều khi ấy, là cùng một vườn mình cùng chăm, nhưng mà đến cái cây mà mình bón ấy, ví dụ như là cái mặt này mình bón được nhiều, mặt kia mình bón được ít này, thì là cái cây nó ăn nhiều ăn ít nó đã khác nhau rồi. Cái chỗ nào nó có thể đọng lại thuốc hoặc là chỗ nào nó không thể đọng lại được thuốc, nó trôi ngay ấy, thì nó lại là khác nhau nữa. Đương nhiên là cái việc là cái cây nó ăn thì nó sẽ điều hòa cả một cái cây. Nhưng mà với những cái chỗ nhiều chỗ ít như thế thì là nó cũng điều hòa luôn cả rằng là cái cây đấy là nó có tốt hay không. Còn khi mà một cái cây mà nó ăn uống đầy đủ thì đương nhiên là phải rất là tốt, và cây nó phải mập, rồi thì thân lá bóng, lá dày, thân mập căng rồi thì các kiểu, các loại trên đời, chứ không phải là gì cả. Bởi vì nó khá là ok về mọi thứ rồi, thì nó rất là dễ thôi. Còn khi mà các bác mà chưa ok thì còn chăm thì còn sẽ rất là khó khăn. Thì các bác có thể liên hệ với em, thì em sẽ tư vấn cho các bác về cái cách chăm, cách trồng như thế nào để cho nó tốt. Còn giá thể thì nó vẫn đơn giản như các loại khác thôi. Em vẫn hay trồng vỏ thông là nhiều, vỏ thông với rêu với bột dừa, xong rồi giải phân tan chậm lên trên. Phân tan chậm thì phân tan chậm Đài Loan, Nhật Bản, phân hữu cơ của Việt Nam, rồi rất là nhiều loại, loại nào nó cũng tốt cả. Nhưng mà cái thời lượng nó được bao nhiêu lâu thì đấy đã phụ thuộc vào là nếu như các bác mà có thời gian thì các bác cứ cho vào những loại là 3 tháng mình cho một lần phân tan chậm ấy. Còn nếu bác mà bận không có thời gian thì mình cho lại 1 năm một lần. Thế thôi, nó rất là dễ mà, có gì đâu. Nói chung mọi thứ là đều có thể giải quyết được hết, không có gì khó. Trồng cũng thế thôi, trồng thì cũng trồng rất đơn giản, chăm thì nó cũng như vậy, chăm nó cũng rất đơn giản. Nhưng quan trọng là khi các bác đã hiểu được cái đặc tính của nó rồi ấy, thì các bác sẽ thấy rằng là cái cây này nó thực sự nó không phải là khó. Khó là do mình cứ suy nghĩ vậy thôi, chứ còn khi mà mình đã chăm một cách đều tay, tưới một cách đều tay, cho ăn đều tay, mọi thứ mình cho nó đầy đủ đều đặn, thì tự nhiên là cái cây nó phát triển tốt. Và đến lúc mà cái cây nó khỏe, sức đề kháng nó tốt đấy, thì mình chăm nó càng đơn giản, càng dễ chăm. Còn khi mà cái cây mà sức khỏe mà sức đề kháng nó kém ấy, thì các bác chăm nó sẽ khó hơn, chăm khó hơn. Và cái việc để mà nó lớn ấy và nó hồi phục lại như ban đầu ấy, thì là sẽ mất một thời gian, có thể là vài tháng hoặc là có thể cả 1 năm. Thì đấy, tùy phụ thuộc vào là mức độ chăm và cho cây cối phục hồi đến mức như nào, thì phụ thuộc vào mỗi gia đình và mỗi nhà, mỗi cách chăm khác nhau. Đấy, thế nên là nó cũng không khó lắm đâu, chăm lan nó cũng dễ thôi. Có gì thì các bác cứ nhắn tin cho em hoặc là inbox cho em, gọi điện cho em, thì em sẽ tư vấn cho các bác để các bác chăm sóc được một cây lan nó tốt và để tạo ra một cuộc chơi lan vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Chào các bác.